anh thấy cái chất liệu sản phẩm của bên em nhỉ? Nguồn gỗ với này nó dùng chất liệu và cái thức làm thì nói chung là rất là ưng ý. Vâng. Thể chê được điểm gì nữa. Vâng. Vâng đấy, và đây nhá, đây là anh Trường là chủ nhà của chủ nhân của bộ sản phẩm này, và đây là chú Trường. Đây, chú Trường cũng đặt bên cơ sở của bộ sản phẩm y hệt nhà anh Trường đấy, chú Trường đây. Đấy, các bác xem video trước các bạn biết là chú Trường đây, bên cách đây khoảng 1 tháng thì cơ sở em đã giao cho bộ nhà chú Trường, thì hôm nay thì bên em rất vinh dự được giao bộ ghế cho nhà anh Trường. Vâng, cảm ơn tất cả các quý vị khách hàng đã nhấn và xem video clip của bên nhà em. Và em xin tự giới thiệu, em là Hùng Biện, chuyên viên bán hàng kênh xưởng bán đồ gỗ ra tận gốc. Thì trong video clip ngày hôm nay thì bên nhà em rất được vinh dự đi bàn giao một đơn hàng của một vị khách hàng tên là anh Trường. Anh Trường có địa chỉ là Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Và anh Trường đã đặt bên cơ sở nhà em một bộ sản phẩm Âu Á hộp hàng siêu khủng, siêu VIP, được làm từ chất liệu gỗ hương đá Lam Phi. Thì hiện tại em đang có mặt tại nhà anh Trường đây. Đây là cái khuôn viên và cái nhà vườn của anh Trường đây. Nhà anh Trường thì trồng rất nhiều là nhãn các bác nhá. Đây, rất là rộng. Đây. Và giờ em sẽ đi vào bên trong cái phòng khách của nhà anh Trường để xem cái bộ sản phẩm của anh Trường đặt nha các bác nhá. Thì rất mong được các bác bỏ ra khoảng vài phút để xem hết cái video clip này. Đây, em sẽ đi vào bên trong này. Đây là bên trong cái phòng khách của nhà anh Trường đây. Đây các bác ạ. Đây, như trên màn hình các bác xem, đây là anh Trường đặt bên cơ sở là một bộ Âu Á hộp hàng siêu khủng, siêu VIP, được làm từ chất liệu hương đá Nam Phi, là bao gồm là 6 món. Thì bộ sản phẩm này thì anh Trường có yêu cầu đặt là theo quy cách là hàng đặt cột liền, cột 12 và là cuốn thư liền, chân 12. Đặc biệt bộ sản phẩm này em làm là mặt tràn dày 4 phân, te đặc nguyên khối. Đấy, và bộ sản phẩm này làm bao gồm 6 món này, một đoạn lớn này và hai cái con, ở giữa là một bàn to. Đấy, bộ sản phẩm này thì anh Trường có yêu cầu là kê hình chữ L các bác nhá. Và ở cuối kia là một chiếc đôn kẹp, một đôn kẹp bàn, và đầu tiên đây là một đôn thấp. Và anh Trường đã là một vị anh khách hàng quen với cơ sở, đã giới thiệu cho chú Trường. Đây, như trong mấy video clip trước thì em đã quay một video ở nhà chú Trường rồi, chú Trường cũng đặt một bộ sản phẩm y hệt nhà anh Trường. Và nhà của chú Trường thì cũng gần nhà anh Trường. Hôm nay thì anh Trường cũng đặt một bộ sản phẩm của xưởng là Âu Á hộp hàng khủng này. Và đây là chủ nhà anh Trường. Thì anh Trường cho em xin đôi lời cảm nhận về bộ sản phẩm này. Mình thì Trường ngày xưa cũng hay rất là hay xem những cái clip của cái chỗ đồ gỗ của mình, nên là sở mình ra là thì cũng xuống mua xuống đấy, trước là hai chú cháu xuống một lần rồi, mua một lần thế rồi. Thế nên là gọi là đây là chắc có những Covid nên là mình cũng không đến tiện, đến xuống tận nơi, nên là cũng đặt trực tiếp qua qua mạng, qua điện thoại, thế nên là gặp các nhân viên thì cũng giới thiệu cũng rất là nhiệt tình, cũng mình cũng rất là tin tưởng ở cái chỗ xưởng mình làm, nên là hôm nay thì mới gặp, cũng lâu lâu hôm nay mới chúng ta nhận được. Trước thì mình xem mạch clip thì mình cũng cho đặt cho chú Trường này một bộ, chú Trường lấy trước rồi, nên là mình lấy sau này mình lấy tiếp một bộ nữa như thế này. Anh thấy cái chất liệu sản phẩm của bên em nhỉ? Nguồn gỗ với này nó dùng chất liệu và cái thức làm thì nói chung là rất là ưng ý. Vâng. Chê được điểm gì nữa. Vâng. Đây, và đây nhá, đây là anh Trường là chủ nhà của chủ nhân của bộ sản phẩm này, và đây là chú Trường. Đây, chú Trường cũng đặt bên cơ sở bộ sản phẩm y hệt nhà anh Trường đấy, chú Trường đây. Đấy, các bác xem video trước các bạn biết là chú Trường đây, bên cách đây khoảng 1 tháng thì cơ sở em đã giao cho bộ nhà chú Trường, thì hôm nay thì bên em rất vinh dự được giao bộ ghế cho nhà anh Trường. Đấy, và em xin thay mặt cơ sở em cảm ơn gia đình và cảm ơn tất cả gia đình này. Và anh Trường đã tin tưởng đặt hàng với cơ sở nhé. Chúc gia đình nhà mình gặp thật nhiều sức khỏe và may mắn ạ. Và em sẽ xin các bác khoảng vài phút đây, em sẽ review qua bộ sản phẩm của anh Trường đặt. Bộ sản phẩm này nhá các bác nhá, thì bên nhà em làm bao gồm 6 món này, thì em đã giới thiệu các bác rồi. Cái đoạn dài thì em làm là tất cả theo thông số là hàng đặt. Đoạn dài 2m52 và sâu là 63, cao là 1m20. Và hàng toàn bộ là bên nhà em làm là hàng theo quy cách là hàng đặt, hàng VIP, hàng trọn vân các bác nhá. Cột em làm là cột 12 này, cột liền hết các bạn. Tất cả bên em làm là cột liền khối nha các bác nhá. Và là cột 12, bản rộng 12, hàng cực kỳ VIP. Và cuốn thư thì em làm cuốn thư liền này. Đây các bạn xem đây. Đấy. Cuốn thư liền hết các bạn nhá, toàn bộ cuốn thư liền này. Và vách đây, các bạn xem đây. Vách thì em làm là vách đục trơn và làm dày là 2 phân các bạn. Đây, và hàng này sơn BU sờ thì lột chẻ luôn các bạn nhá. Đấy, toàn bộ là tê này, em làm tê đặc này các bạn. Tê đặc hết toàn bộ nhá. Mặt nha, em làm mặt tràn nha các bạn nhá. Mặt tràn sẽ nguyên một tấm và làm dày là 4 phân các bạn. Chân là chân 12, cổ chỉ đục rích rắc. Đây các bạn xem đây. Đây, tổng quan chiếc đoạn dài nhá. Hàng bộ sản phẩm này thì vân veo thì đẹp thôi rồi luôn các bạn.
mặt tràn đây các bác xem đây, cực kỳ là khủng nha, mặt tràn nguyên một tấm 4 phân đấy. Và cái đến sản phẩm thứ hai đây các bác ạ, cái sản phẩm thứ hai này nhá, các bác nhìn nhá, đây là cái sản phẩm cái bàn to này em làm cũng là mặt tràn này. Nhưng điều đặc biệt của cái bàn này nhá, vân thì phải gọi là cực kỳ là VIP các bác ạ, vân siêu VIP luôn, mặt tràn nguyên một tấm đây các bác xem này. Và làm kích thước là rộng 70 và dài 1m47. Đấy, toàn bộ là bên nhà em làm là mặt tràn sẽ nguyên một tấm này. Và bàn đôn em cũng làm bàn đôn ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ nhá. Đây bên trong cái ngăn kéo này cũng vân veo làm tuyển chọn toàn bộ này các bác. Đấy, và cổ chỉ em làm cổ chỉ đục rích rắc toàn bộ này, và yếm này, các cái chuyện góc em đục toàn bộ các bác nhá. Chân là chân 12. Và anh Trường thì mua hàng với em trong thời gian này cũng được tặng theo một bộ combo khay trà là bao gồm là một cái hộp giấy này các bạn, hộp giấy này và một hộp đựng chè đây, và kèm theo đó là một lọ gà tàn này và một lọ ống tăm, và cuối cùng là một cái khay trà không thể thiếu được các bạn. Và kèm theo đó em cũng tặng theo một bộ ấm chén các bạn nhá, đây để cốc để ngồm nước này đấy. Và đến với sản phẩm thứ ba của nhà anh Trường đặt là một bộ, là một chiếc đôn thấp này em làm là theo thông số kỹ thuật là 40x40, và mặt đôn thì em làm sẽ nguyên một tấm và làm dày là 4 phân nhá, mặt tràn các bác nhá. Bộ sản phẩm này là mẫu hàng đặt, hàng khủng của mẫu Âu Á các bác ạ. Toàn bộ là các cái chuyện góc này em đục toàn bộ này các bác ạ. Đây các bác xem đây. Đây và đến với hai sản phẩm tiếp theo là hai chiếc cái đơn. Hai chiếc cái đơn này thì bên nhà em làm với cùng một thông số kỹ thuật là sâu là 63 và rộng là 95, cao là 1m20. Hàng là hàng cuốn thư liền toàn bộ các bác nhá. Cuốn thư liền và là cuốn thư làm đục trơn này, vân veo bên em tuyển chọn này cực kỳ đẹp. Đấy, các bác nào mà xem được video clip này của bên nhà em mà thấy hay thì các bác nhấn cho em xin một nút like này và một nút đăng ký kênh nha mọi người nhá. Đây, vách em làm vách đục trơn này. Tất cả các vách mà hàng đục trơn này bên em làm cũng đều là chọn vân hết các bác nhá. Cột thì là cột 12 và là cột liền khối các bác, cột liền khối không chấp ghép này, các bác xem này. Cuốn thư liền, cột liền. Đấy các bác xem đây. Tất cả các cái đố te em làm rất là dày các bác nhá. Te thì te đặc này các bác. Te đặc nguyên khối. Đây. Đây các bác xem nha, vân veo bên em tuyển chọn vân VIP các bác nhá. Đây, sờ nó luột trẻ luôn các bác ạ, mát thát như da bé luôn. Mặt thì là mặt tràn rồi các bác. Cổ chỉ em làm cổ chỉ đục rích rắc toàn bộ, và yếm thì làm dày là 3 phân, chân 12. Đấy, dưới tay hộp em đục là cá chép này, đục con cá chép này, rất là đẹp. Đây là chiếc ghế còn lại này các bác. Đây các bác xem đây. Chiêm ngưỡng này các bác, mẫu ô áo hộp mà hàng khủng, hàng đặt của nhà em. Đấy, tay đặt toàn bộ nha các bác nha. Tay đặt này, nguyên khối, hàng VIP. Cột 12, chân 12, cuốn thư liền, tay đặt nguyên khối. Hàng là hàng trộn vân, siêu đẹp. Đấy, đây các bác xem này. Chiêm ngưỡng nha bộ sản phẩm này của anh Trường đặt. Đấy, anh Trường là vị khách hàng quen của bên cơ sở. Và đấy mới sản phẩm cuối cùng này là một chiếc đôn kẹp bàn. Thì kê, nhà anh Trường kê chữ L này chỉ để kẹp góc các bác nhá. Đôn này em làm là kích thước là rộng 40 và dài 70. Mặt đôn làm sẽ nguyên một tấm và là mặt ván tràn dày 4 phân. Đây các bác xem đây. Vân veo thì cực kỳ đẹp các bác. Tất cả bàn đôn này em làm bằng đôn ngăn kéo hết nha các bác nhá. Để kéo ra cái vào đồ này. Kể cả cái đôn ngăn kéo này bên nhà em cũng làm rất là dày các bác nhá. Cực kỳ dày. Toàn bộ là chuyện góc để em đục toàn bộ này. Đấy thì các bác nào mà có những bình luận mà bình luận đóng góp ý kiến gì thì hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em nhá. Đấy thì các bác nào mà đang quan tâm về những mẫu sản phẩm như Âu Á hộp, hàng VIP, hàng khủng này. Đấy, muốn đặt hàng và muốn tư vấn trực tiếp thì hãy liên hệ qua hotline, số điện thoại Zalo của em là 0961194040 nhé các bác nhé. Còn địa chỉ nhà em là cạnh cái xăng của bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây, em sẽ quay một vòng cho các bác xem bộ sản phẩm của anh Trường đặt Âu Á hộp, hàng siêu khủng, siêu VIP. Bộ sản phẩm này em làm là theo quy cách là hàng tay đặc, mặt bán tràn nguyên một tấm dày 4 phân, cột 12, chân 12, hàng cột liền, cuốn thư liền, hàng siêu VIP trộn vân này. Đây như trên màn hình các bác xem nhé. Đấy thì các bác nào mà đang quan tâm về những bộ sản phẩm em muốn đặt hàng hãy liên hệ hotline của em là 0961194040 nha mọi người nhé. Và em xin dừng video clip tại đây và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào.